Kính chào quý sư cô, con là một Phật tử quy y từ lúc con còn ở quê nhà Long Xuyên, An Giang. Con được đi du học, đi làm và hiện đang sinh sống cùng chồng và con trai ở Cộng hòa Ireland. Con được may mắn biết đến chánh pháp, nghe giảng và cố gắng thực hành tu tập tại gia theo các bài giảng của sư cô Lệ Hiếu và các thầy. Năm 2023, con có thai một bé gái nhưng em bé có vấn đề về thận ảnh hưởng đến phổi nên được tiên đoán là em bé khi ra đời sẽ không sống được quá 2 tuần. Do em bé sẽ không tự thở được và dù can thiệp y tế để hỗ trợ từ lúc mới sanh nhưng em bé sẽ chịu nhiều đau đớn và sẽ sớm qua đời. Bệnh viện đã động viên và hỗ trợ cho con sinh em bé ra sớm khi con mang thai được 6 tháng. Sau khi bé ra đời được 30 phút thì mất. Vì đây là trường hợp khá hiếm gặp nên con đồng ý cho em bé được giải phẫu tử thi và các nghiên cứu đó phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu y học. Chính phủ và bệnh viện đã hỗ trợ gia đình con chôn cất em bé cùng huyệt với các thai nhi không may mắn khác. Trước khi phá bỏ và sau khi em bé mất cho đến nay, con vẫn thường xuyên sám hối và trì chú đại bi mỗi đêm. Thỉnh thoảng con có trì kinh Địa Tạng và quyên góp cho tổ chức đã hỗ trợ gia đình lúc em bé mất để hồi hướng cho bé và mong bé được vãng sanh khi được sinh ra lành lặn và biết đến chánh pháp. Con có được nghe cô giảng bài về việc khi phá thai người mẹ phải chịu nghiệp báo và cô không nhận cầu siêu cho các em bé. Con có thấu hiểu và suy nghĩ nhiều về việc đó. Con sẵn sàng trả nghiệp báo vì con đã tước bỏ mạng sống của con. Trong trường hợp của con chỉ lo ngại em bé còn oán giận ba mẹ mà không siêu thoát được. Bên Ireland có một chùa, nhưng thỉnh thoảng mới có sư thầy ở Anh sang nên con vẫn chưa được gặp và nhờ thầy giải đáp về việc của con. Con mong cô giải đáp và hướng dẫn thêm để mong con của con được luân hồi sang đời khác tốt đẹp hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước hết là chia buồn sâu sắc đến gia đình về sự ra đi của em bé. Và sư cô cũng có một cái đính chính, chắc là chính vì cái nghe mà không có thấu đáo mà cô cũng bị rất là nhiều cái sự hiểu lầm về cái nội dung bài nói pháp của mình. Sư cô không nhận cầu siêu cho các em bé, đây là thông tin hoàn toàn sai lệch. Từ trước đến giờ và hiện tại ngay bây giờ, chùa mình hàng tuần đều tổ chức và ghi nhận, ghi danh, ký gửi hương linh thai nhi tại chùa. Và đích thân chính sư cô là người cúng linh cho các bé và cúng cầu siêu cho các bé. Cho nên cái thông tin mà cô không nhận cầu siêu cho các bé là thông tin rất sai lầm. Có thể chị nghe không có trọn vẹn cái bài nói của sư cô, hoặc là nghe một cái đoạn cắt ngay một cái đoạn nào đó, vài phút, vài giây, vài chục giây chẳng hạn, thì mình sẽ hiểu lầm. Có một lần là có một em bé, đó là không phải là bé đã bỏ em bé rồi, mà em bé, mà bạn đó là đang chuẩn bị bỏ em bé thôi. Nghĩa là hẹn lịch với bác sĩ là thứ hai ta mới làm việc. Thì thứ bảy là gọi điện cho cô, nhưng mà không phải gọi điện cho mình, với mục đích là góp ý tư vấn. Lúc đầu thì cô không biết, cô không có nghĩ là bạn đó nhất quyết là bỏ em bé. Cô chỉ nghĩ là bạn đó đang gặp khó khăn và mình hết sức mình khuyên bảo em giữ em bé lại. Cô đã tâm sự tư vấn với bạn đó 1 tiếng rưỡi, nói mệt mỏi luôn, nói rất tha thiết, rút ruột rút gan, nghe cả nghe như là cái tim thai em bé cũng cầu cứu với cô là để cho mẹ đừng bỏ em. Nhưng mà kết luận lại, em bé đó, chỉ cái bạn đó gọi cho cô với mục đích là chỉ mong cô làm một cái động tác thôi, là cầu siêu là đủ rồi, còn cô đừng khuyên bảo gì hết á, kiểu gì em đó cũng bỏ em bé. Và em bé, bạn đó nghĩ là cái chuyện mà bỏ em bé đó là không có nhân quả gì hết trơn, coi như điều hòa kinh nguyệt vậy thôi. Mà trong khi thai nhi là đã gần 5 tháng rồi, chứ không phải giỡn đâu. Rồi xong rồi bạn đó nghĩ là bạn cúng cho cô lúc đó là bạn nói là bạn đề xuất thẳng luôn là em gửi cô 1 triệu. Nó là 1 triệu quên á, là khoảng tương đương khoảng 18 triệu tiền Việt Nam. Thì bạn nghĩ là với 1 triệu đó thì là cúng xong là xong, là giải nghiệp, là hương linh thai nhi về chùa. Mục đích duy nhất của bạn gọi cho cô đó là cô nhận 1 triệu đó rồi gửi cái hương linh thai nhi đó về chùa là bạn hết nghiệp, sạch nghiệp, là không có quả báo gì hết. Cho nên cô có nói là cô không có nhận cái này. Thật ra là không nhận tiền á. Thật ra là ở chùa lúc đó là cô ở với chùa với sư bà, với sư ông, chứ không có chùa riêng nữa. Cho nên là chùa đó hàng tuần á, thì là tới ngày 18 âm lịch á, là có cầu siêu thai nhi chung.
là đích thân sư bà với sư ông đứng cúng, cho nên là có cúng tiền hay không cúng tiền thì tới 18 âm lịch hàng năm cứ ký gửi hàng tháng thì ký gửi hương linh thai nhi vô là sư bà sư ông cầu siêu hết. Thì Phật tử người Hàn á, người ta cúng nhiều lắm, cho nên là chùa là định kỳ tổ chức cái lễ đó. Thành ra đối với các em du học sinh Việt Nam hay các chị em Việt Nam mà có gửi kèm vào thì tùy hỷ công đức, chứ nhà chùa không có đặt ra cái số tiền luôn. À, cho nên cô nói là cô không có nhận, là không có nhận tiền đó. Nhưng mà cô muốn giải thích cho cái người mẹ của em bé đó hiểu rằng không phải rằng phá thai sau đó đem hương linh ký gửi tại chùa là xóa được cái nghiệp nhân quả sát sanh. À, nếu làm như vậy á, mình nghĩ như vậy á, thì mình sẽ tiếp tục phá thai nữa, mình sẽ không thấy cái việc đó là sai lầm. Mong muốn của sư cô là nếu như bạn thật sự mà phá thai, bạn phải hiểu được cái hành vi đó của mình là sát nghiệp, là nghiệp cao nhất trong sát sanh, đó là giết người. Thì bạn phải chân thành sám hối, chứ không có cái thái độ mà trả giá với nhân quả là một mạng của em bé là đáng giá 1 triệu. Quên, thông thường ta cúng 100 ngàn, đây mình cúng 1 triệu. Đó, mình không nhận là mình không nhận cái trường hợp đó. Tại vì thật sự người mẹ này quá là tàn nhẫn, quá là nhẫn tâm và không tin nhân quả. Mục đích bạn đó làm á, là chỉ muốn cô á, là cầu siêu cho siêu được cho cái thai nhi đó. Cô lấy cái tư cách gì để bảo đảm rằng sau khi mà cô cầu siêu thì em bé đó siêu? Có khi đó là một cái em bé đã đầu thai nhiều lần mà cái người mẹ đó rồi, ăn trái trùng trùng với người mẹ đó rồi, mà người mẹ đó tiếp tục kiếp này hoặc là lần này lại sát sanh nữa, lại bỏ thai nhi nữa, thì cái thai nhi đó họ oán hận, họ không siêu thì như thế nào? Mình thì muốn cầu siêu, nhưng mà cái nếu như đó là oan gia trái chủ, người ta không siêu thì làm sao? Cô đâu có đủ cái năng lực thần thông hay trí tuệ để biết được rằng là chắc chắn cái hương linh thai nhi đó để siêu thôi. Cho nên những trường hợp đó mình rất là ái ngại, mình sẵn sàng giúp với những cái trường hợp rằng vì cái hoàn cảnh rất là éo le, hoặc là vì vô minh, vì thật sự là lúc đó là dại quá, không biết được là cái đó là nhân quả, hoặc là những cái trường hợp mà bị lừa, bị đủ thứ, nói chung là bất khả kháng, vạn bất đắc dĩ. Thì cái trường hợp đã xong rồi mà bây giờ không thể nào cứu vãn lại được thì mình phải giúp thôi. Kiểu gì mình đem về, mới mùng 1 đầu tháng vừa rồi, chùa cô mới mùng 1 đầu tháng vừa rồi luôn là lãnh một lần 10 cái thai nhi. Riêng có một cái em đó thôi là một mình em đó, em phá thai 3 lần liên tục 3 năm. Mình ngao ngán luôn nhưng vẫn phải nhận thôi. Cho nên nói cái thông tin mà sư cô không nhận cầu siêu cho các em bé này là thông tin không có chính xác ha. Vẫn có ha. Chùa mình ký gửi hương linh, phải nói thành thật luôn là cái cộng đồng mình ở bên này là tình hình là mọi người phá thai rất là nhiều. Sư cô không có sống ở các quốc gia khác nên không biết, chứ riêng ở đây là phải nói từ hồi mình mở chùa ra tới bây giờ mà ký gửi hương linh thai nhi về chùa thì không dưới 300 em. Là mình 300 hương linh thai nhi đó. Khủng khiếp chứ không phải là ít đâu nha. Mà chưa kể là các ngôi chùa Việt Nam khác hoặc các chùa Hàn Quốc khác. Cho nên thật sự đây là một cái vấn nạn rất là đau lòng. Mình hiểu tin sâu nhân quả thì mình sẽ không có tùy tiện làm nghiệp xấu ác này. Cho nên trên cương vị là người hướng dẫn Phật tử tu tập để mà tránh điều ác, làm điều lành, thì sư cô luôn luôn phải khuyến khích quý vị không nên phá thai với bất kỳ cái hình thức hay cái trường hợp nào. À, giờ lo ngại em bé còn giận ba mẹ mà không siêu thoát được, sư cô cũng đâu biết em bé có siêu thoát hay không siêu thoát đâu. Này nói thiệt luôn, bản thân cô chết xong cô còn chưa biết cô đi về đâu nữa. Ba mẹ cô mà mai mốt mà 100 tuổi cô cũng không biết ba mẹ tái sanh chỗ nào nữa, không có dám tùy tiện nói mấy cái chuyện mà mình không biết. Cho nên là tới con người ta siêu thoát hay không, các hỏi quý vị là thầy hòa thượng đạo cao đức trọng có thần thông. Chứ bản thân cô là không biết thiệt, cô cũng phàm phu chay thôi. Nhưng mà cái việc mà trong kinh mà Phật dạy á, thì đối với những cái việc mà mình muốn mà hồi hướng cho người thân quá cố thì y kinh mà làm thôi, chứ cũng đâu biết gì đâu. Giống như như chúng ta thấy là như trong kinh Địa Tạng hay là trong kinh Sám Pháp Mục Liên, kinh báo phụ mẫu báo ân kinh vân vân, thì có giảng là những cái trường hợp mà mình muốn mà hồi hướng công đức cho người thân quá cố đó, thì là in kinh, chép kinh, tụng kinh, hành theo kinh, giữ giới luật, hành thiền, bố thí. Quan trọng nhất là giữ giới, tu tập và giữ giới thì mới có công đức, có công đức lấy cái công đức đó hồi hướng, hoặc là cúng dường trai tăng. Đây là một cái pháp mà đã ghi lại trong kinh rất là nhiều. Sư cô cũng có giảng một cái bài đó là làm thế nào để có tuổi thọ dài lâu, hoặc là tái sanh mà bất đắc kỳ tử thì như thế nào, hoặc là có cái bài mà an táng và cầu siêu thai nhi. Riêng cái vụ mà an táng và cầu siêu thai nhi là sư cô chắc giải giảng và trả lời vấn đáp phải vài chục lần là ít ha. Thì đạo hữu có thể nghe lại trong các cái tạng kinh Nikaya hay A Hàm đều có trích dẫn những cái bài kinh, những cái sám pháp, những cái phương pháp mà để mà làm những cái công đức lành hồi hướng cho người thân quá cố, thì đạo hữu nghe lại mình thực hành theo. Còn
Hương Linh đã hữu duyên nhận được bao nhiêu phần công đức thì còn do cái sự mà thành tâm, thành tín và đủ cái nhân duyên phước báu của cái Hương Linh đó, và nhân duyên của phước báu của chính cái người gia chủ đứng cúng và vị thầy đứng cúng nữa. Chừng vừa rồi sư cô có được một cái hữu duyên rất là lớn luôn, may mắn trong đời mình, rất là may mắn là gặp được rất là nhiều thiện tri thức. Sư cô được tháp tùng chư tôn đức tăng ni Phật tử Việt Nam sang Myanmar để dự một cái lễ trai tăng cho hơn 10.000 vị sư ở tại Myanmar. Thì sư cô thật sự là thấy tôn kính kính ngưỡng cái Phật sự lớn của quý thầy. Quý ngài làm những cái công việc mà rất là lợi lạc đạo pháp và quần sanh, mà đúng theo như pháp, chứ không có phải là kiểu mà mê tín dị đoan hay là làm mượn đạo tạo đời, không hề. Hành vi cái pháp hội của quý thầy làm nó rất là trang nghiêm, rất là trọng đại, rất là quy mô, mà lại hết sức là như pháp. Cho nên những tín chủ mà phát tâm để tổ chức cái trai đàn, để tổ chức cái trai tăng hơn 10.000 người đó, ai ai ta cũng hoan hỷ, và người ta hồi hướng cái công đức đó cho người thân, cho tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp tái sanh an lành. Thậm chí là vị thầy mà đàn chủ là người đứng ra để mà tổ chức trai tăng đó, thầy nguyện hồi hướng hết công đức đó cho hòa bình trên thế giới, hòa bình tại Myanmar, hòa bình tại những quốc gia đang còn chia cắt như Hàn Quốc và Bắc Hàn, và nguyện hồi hướng cầu siêu cho những tăng ni Phật tử mà đã có thể bị chết mà chưa được siêu thoát trong các cuộc chiến tranh, hoặc là tử nạn một cách bất kỳ, vân vân. Thì mình thấy những cái đại lễ như vậy nó rất là ý nghĩa và nó rất là được nhiều phần lợi lạc. Mình thì một sức người, mình một người không làm nên những cái pháp hội lớn như vậy, thì mình có thể tham gia cùng với nhiều người. Hoặc mình bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhất, như trong kinh giảng dạy đó, mình giữ giới, giữ năm giới cho nó trọn vẹn. Tuyệt đối từ đây về sau mình, trong đời mình không bao giờ phá thai thêm lần nào nữa. Tuyệt đối không bao giờ mình gây nghiệp sát sanh trực tiếp nữa. Đó, cái công đức đó nó cũng rất là quý báu. Và mình làm bất kỳ cái điều phần phước nào nhỏ nhất đều hồi hướng lại cho Hương Linh Thai Nhi sớm được an lành. Đó là tất cả những gì mình có thể làm. Còn về mặt mà nhân quả duyên khởi, rồi về mặt tái sanh của các loại chúng sanh khác, và ngay cả em bé con mình có được siêu sanh hay không thì sư cô không có năng lực giải đáp ha. Kính chúc qua đạo hữu luôn giữ được bồ đề tâm kiên cố và tin sâu nhân quả. Bất cứ mọi cái quyết định, mọi cái hành vi tạo nghiệp gì của mình cũng cẩn trọng hết sức để mình đừng có tạo nghiệp xấu là được. Mình cũng giữ gìn sức khỏe cho tốt. Bản thân mình nếu muốn có chuẩn bị có một em bé nữa thì đó, cô có giảng một bài đó là Phật dạy về thai giáo á, với lại là nuôi dạy con theo phương pháp của Phật dạy như thế nào. Đạo hữu có thể tham khảo cái bài pháp thoại này, nó ngắn chắc chưa được 30 phút, thì về các cái trích dẫn các cái kinh, mình phải chuẩn bị về mặt sức khỏe, thể chất và tinh thần cho tốt, thì nếu mình có em bé tiếp theo thì em bé sẽ khỏe mạnh hơn. Câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư cô, con 13 tuổi, con tên Thang Nguyên, đây là bài giới thiệu của con. Hồi nhỏ con đã bị chết hụt mấy lần. Lúc con được 2-3 tuổi thì mẹ con đánh con rất là nhiều đúng không? Và hiện tại con có bị là khi con tức lên là con không kiềm chế được và mất kiểm soát, mấy kiểm soát, không phải mất kiểm soát đúng không? Và đòi giết người và muốn tự tử. Con có nhiều thứ mà không thể nói được, làm con chỉ muốn chết mà thôi. Bây giờ con biết về Phật Pháp và mấy thầy đã giúp con thay đổi. Con thích nghe kinh, con nghĩ là cuộc đời con như một con diều. Nếu chúng ta không bỏ được tham sân si tà dâm thì diều sẽ không bay lên được. Như chúng ta không tu được là làm diều không làm điều lành, là được không làm điều lành. Rất là khó đọc nha quý vị. Nếu chúng ta bỏ được thì sẽ tu được giống như con diều bay cao đúng không? Không sợ những thứ xấu làm hại, chỉ dạy chúng sanh thoát khỏi khổ não. Khi con nhìn thấy những con vật nào thì con sẽ niệm chú vãng sanh cho chúng ạ. Con ở chùa Cổ Thạch, xin cảm ơn sư cô. Vậy là có hỏi không? Nhưng mà tình hình của em mà khi nóng lên rồi, khi có những thứ mà diễn tả mà ngôn ngữ bày tỏ không được thì muốn chết rồi, đòi giết người, mất kiểm soát, muốn tự tử, mà trong khi mới 13 tuổi là em có vấn đề về rối loạn tâm lý nha.
À, sư cô không biết là em có nghe được cái pháp thoại này của sư cô hay không, tại vì giờ cô cũng không 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 biết được là cái câu hỏi này nó đến được với cô bằng cái nguồn như nào, là em nhắn Facebook hay là em gửi email. Tóm lại là cô hy vọng là em đang theo dõi YouTube Giác Lễ Hiếu và nghe được cái câu trả lời này. À, sư cô hy vọng rằng em nên bày tỏ với người thân là người giám hộ trực tiếp của em, có thể là ba mẹ, ông bà, cô chú, anh chị, người nào mà trưởng thành và yêu thương mà em tin tưởng hoàn toàn. Em phải bày tỏ cái trạng thái của em bây giờ và có được sự hỗ trợ kịp thời và đúng đắn. Cô nhấn mạnh cái sự hỗ trợ kịp thời và đúng đắn, bởi vì em ở cái độ tuổi mà tâm sinh lý đang có rất là nhiều thay đổi, độ tuổi từ hóc môn sinh lý cho tới những cái tư duy của em đều đang bắt đầu có những cái biến đổi lớn so với tuổi nhỏ, mà cũng chưa có hoàn toàn trưởng thành so với người đã thành niên. Giai đoạn này nó khá là nhạy cảm. Dĩ nhiên là em cái cách viết chữ, viết bài của em hay là cái cách em bày tỏ cho thấy em thật sự có cái vấn đề về việc mà điều phục cảm xúc, em có rối loạn về mặt tâm lý 13 tuổi mà muốn giết người, muốn tự tử là bất ổn ha. Trước hết là em phải nói với người thân, với gia đình, với người giám hộ để mà mình đi kiểm tra về sức khỏe tâm lý. Bên này có cái khoa thần kinh đó, là mình có một cái bài kiểm tra mà bác sĩ sẽ cho mình trả lời các câu hỏi hoặc là đo điện tâm đồ, điện não đồ vân vân, thì bác sĩ sẽ xác định được cái trạng thái của mình về mặt rối loạn cảm xúc nó ở cái mức độ nào, có cần phải dùng thuốc bổ trợ hay chưa, hay là phải được gặp các cái chuyên gia tư vấn tâm lý để được giải tỏa những cái thắc mắc của mình. Có những chuyên gia tâm lý người ta có cái chuyên môn và có cái phương pháp để giúp cho mình có thể bày tỏ ra được những cái điều mà mình không có nói được. Và nếu như cái trạng thái của em là mất kiểm soát tới mức mà không thể tự mình điều chỉnh được thì em cần cái sự giúp đỡ của thuốc, hỗ trợ của thuốc, chứ không là có những cái quyết định tiêu cực nó không hay ha. Cái phần mà em nói ở phía dưới thì nó không có ảnh hưởng nhiều, có nó không có phải là cái vấn đề, mà cái vấn đề nó đang ở là em không có làm chủ được cảm xúc và có cái phần biểu hiện của rối loạn tâm lý rất cần thiết phải được chữa trị. Và song song đó thì em nên tham dự các cái khóa tu. Khoan, đi mấy cái khóa thiền, em đi tham dự các cái khóa tu tĩnh tâm, khóa tu ngày an lạc, các cái khóa tu tỉnh thức, các cái khóa tu bát quan trai chánh niệm. Nói chung là để mình có cái cơ hội để từ từ lắng lại, rồi mình có cái môi trường tu tập nó trong sạch, nó thanh tịnh, nó lành mạnh, nó bớt những cái hưng phấn cảm xúc, rồi mình có được nghe pháp thoại, nghe có cái pháp hành để mình giảm bớt những cái lệch lạc hoặc cái hoang mang trong tư tưởng, hoặc là mình có một cái môi trường lành mạnh để mình giao lưu, chia sẻ, kết thân những bạn mới, mình cùng làm phụng sự viên, ví dụ như là đi dọn rác nè, đi phát cơm cho người nghèo nè, đi đi gội đầu cho các bệnh nhân mà họ không có nhúc nhích được nè, hoặc là mình đi thăm các trại trẻ mồ côi, những viện dưỡng lão vân vân. Có rất là nhiều cái chương trình mà đa dạng mà em có thể tham gia, hoặc là đi tặng nước sạch cho bà con cái vùng mà đang bị hạn hán chẳng hạn, nhiều lắm. Và quan trọng là đi khóa tu, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật. Niệm Phật, lạy Phật, sám hối, vân vân. Nói chung là em cần một cái môi trường lành mạnh, tích cực để nuôi dưỡng những cái hạt giống lành thiện của mình và điều cân bằng lại cái trạng thái cảm xúc của mình ha. Nhưng mà cái việc quan trọng nhất thì em vẫn phải nên đi gặp bác sĩ chuyên môn để có cái hướng điều trị thích hợp trước khi mà nó diễn biến quá tệ nha. Đây là một dạng bệnh lý chứ không phải là bình thường mà mình có thể tùy tiện bỏ qua. Không nên ha.